Ngày nay, với sự gia tăng một cách chóng mặt của đủ loại hàng quán thì trên cũng có không ít các hội nhóm review đồ ăn, quán xá. Tại đây, dân mạng sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình, chất lượng đồ ăn, chất lượng dịch vụ của bất kỳ quán nào. Đây có thể được đánh giá là nơi đem lại review chân thực nhất cho những ai muốn tìm hiểu, tìm kiếm một địa chỉ ăn uống. Tuy nhiên không phải lúc nào những review này cũng chính xác và người đi ăn sau cũng sẽ có trải nghiệm như người ăn trước đó. Câu chuyện của cô nàng tờ N sau khi đi ăn bún chả theo một bài review trên mạng dưới đây là một ví dụ. Theo đó, vì thấy rất nhiều review tốt về một quán bún chả ở ngõ V, cờ Hà Nội nên tờ N đã hấn hở đi ăn. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, niềm vui của cô nàng chỉ kéo dài đến lúc ăn miếng chả riêng. Ở ngoài rất đẹp nhưng thịt vẫn đỏ quăng quẳng, mình rất nhẹ nhàng mang ra bảo với cô chủ quán. Cô khẳng định với mình là chính rồi, mình có đưa cô xem và cố bảo để cô đổi, kiểu gắt lên, mình sợ cô không tin đã mang bát của mình ra. Dì cũng nghĩ là đổi vài miếng thôi, lần này thì cô quát lên bảo ai bảo mang ra đây, cô không cần xem nữa, cô đang làm bát mới rồi mà. Ôi, lúc đó mình sợ thật sự luôn ý, mình làm vậy có gì sai ư? Và mình ăn trong sự sợ hãi, những miếng chả tiếp theo mình ăn cũng vẫn đỏ đỏ ở trong, nhưng mình không dám ra bảo nữa. Vì sợ quá nên mình đã không chụp ảnh lại. Nem thì nhiều vỏ và bị ngấm mỡ. Hỏi mình có quay lại ăn không, mình sẽ không vì mình đã phải ăn trong lo sợ. Đây là bài review trước đó về quán bún chả này. Vốn từng được khen hết lời trước đó nên ngay lập tức, chia sẻ của cô nàng tờ N về quán bún chả đã thu hút sự chú ý cực lớn của dân mạng. Nhiều người cho biết mình cũng có trải nghiệm tương tự nhưng cũng có không ít ý kiến khen ngợi bún chả ở quán. Trước cũng ăn ở đây một lần, bác mình với bác bạn mình đều có thịt sống nên chỉ ăn mỗi bún với nước, ăn về còn bị đau bụng. Không bao giờ dám quay lại. Chuẩn này, một lần mình ăn viên thịt băm vẫn còn đỏ bên trong nên từ đó mình không ăn nữa luôn. Mình thấy ngon mà, chắc tại bạn đen thôi. Ăn đây ngon mà cũng đâu đến nỗi chắc bạn ăn vào lúc đông khách rồi, hôm nay mình cũng ăn này. Bình luận của dân mạng. Hiện tại, mỗi người một ý nên dân tình vẫn đang bàn tán sôi nổi phía dưới bài viết này.